Và ngay sau đây thì cho phép Quang Định xin được gửi tới quý vị một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu. Này con về mẹ ở đâu, quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng, xuân về không mẹ nụ hoa kém. Xuân này con về mẹ ở đâu, bao lần xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt, bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng chờ. Thời chính chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về, xuân này con về quê tìm mẹ vì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu, quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu, còn đâu năm tháng xưa thơ dài, dạo thưa bên mẹ ngồi kể chuyện tích. Vâng,
xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay mà quý vị đã dành cho tiếng hát của MC Quang Đình trong nhạc phẩm vừa rồi. Kính thưa quý vị, bằng tất cả tấm lòng, bằng những lời ca tiếng hát thì anh em nghệ sĩ chúng con hy vọng đã đem lại cho quý đạo tràng trong không gian của Tình Sáng Ngọc Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay những món quà tinh thần thật là ý nghĩa. Và đương nhiên chúng con đã nói với quý vị rằng đó cũng chính là tấm lòng thành kính của chúng con dâng lên bậc cha mẹ. Cho nên là mong quý vị hoan hỉ, và một lần nữa hãy cùng dành cho phần thể hiện đến từ tất cả các anh em nghệ sĩ trong buổi trưa ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật lớn nữa để động viên không ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và hy vọng rằng những lời ca tiếng hát, mỗi một ca khúc trong buổi trưa ngày hôm nay là một bó, là một đóa hoa trong bó hoa của ngày Vu Lan đại lễ được tươi thắm và rực rỡ sắc màu. Còn bây giờ chương trình xin được chính thức khép lại. Một lần nữa xin được thay lời cho các anh em trong ekip thực hiện chương trình, xin được chân thành cảm ơn sự lưu tâm và sự hoan hỉ của quý vị Phật tử. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.